Camera an ninh tại một cửa hàng bán đồ điện ở phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ghi lại cảnh hai tên trộm manh động dùng bình xịt hơi cay và khô dao chống trả lại người dân truy đuổi. Từ góc quay này có thể thấy gần 20 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2022, trước cửa hàng xuất hiện một nam thanh niên. Người này tiến tới bẻ khóa trộm xe máy dựng trước cửa hàng. Lúc này người dân phát hiện vụ việc và lao ra truy đuổi. Kẻ trộm lập tức bỏ chạy. Ở một góc quay khác có thể nhận thấy khi bị truy đuổi, tên trộm không bỏ chạy mà thậm chí còn quay ngược lại, khua dao tấn công lại người dân. Ngay lúc này, đồng bọn của tên trộm cũng chạy xe máy tới, xịt hơi cay về phía người dân nhằm giải vây, sau đó cả hai cùng tẩu thoát. Ngày 10 tháng 9 năm 2022, Công an thành phố Dĩ An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy xét, làm rõ vụ việc.